Chào cả nhà, bây giờ anh Hoàng em đang làm chuột các bạn. Thì chuột được mới nè, hổm hai cho con đi đập, bữa đó mưa bão quá mình vô không được. Được mới chuột, bây giờ làm chút xíu nướng tại đây ăn để có cái không khí đồng quê nha mọi người. Đây nè, đây mình quay một khúc cảnh cho mọi người xem nha. Rất là đẹp ha. Chiều mình sẽ quay qua đây cho mọi người xem nha, quay từ từ thôi. Đây là cái bãi biển nhìn nó mát, gió hụ ha. Mình nè, cực kỳ đã luôn, mát ghê lắm, đứng ở đây mới cảm thấy cực kỳ. Đây là chuột tươi không các bạn ơi, chuột tươi còn sống luôn á, là làm nè, tươi trong luôn á, rất là ngon, để hồi nước. Đây là bài dịch của anh Hoàng em, lính của ảnh, đội quân lính của ảnh đang về nè các bạn. Còn sao nữa đó, thấy không? Đây là tấp đầu nè. Dịch này dịch mắt xéo hay là dịch cổ còi nha? Xéo hả? Mắt xéo là nó bự lắm đó các bạn. Bự hơn cả cái con dịch quay bữa hổm mình quay. Đúng dịch Phước à. Đúng dịch con à. Đây, chào các bạn. Đây là chị đang ốp chuột nha mọi người. Mày ốp gì vậy chị? Ngọt, đường, nước tương. Ngon không? Chúc ăn mới biết. Chúc ăn mới biết. Rồi, đại chiến lợi phẩm của chị luôn. Ở đây thì anh Hoàng em đã lùa bầy dịch đẻ vô trong trại. Đây nè, anh Hoàng em nuôi được mấy dịch các bạn. Đẻ lụm trứng, không mẹ lụm trứng không có quay được, giờ sớm quá. Giờ mình tiếp tục quay về cái vụ chuột nha mọi người. Đây, giờ anh Hoàng em đang vẽ vòng và chuẩn bị làm cái lò. Cái lò ở đây nè các bạn, ảnh đang đào ở đây nè. Giờ lửa lên nè, nhóm lửa lên nè các bạn. Xíu sẽ có chuột ăn nha mọi người. Chị qua ướp rồi. Nè, hơi tối chút nha mọi người ơi, thông cảm nha, hơi trễ. Giờ này chiều tối à, video chắc hơi tối quá, mọi người thông cảm chút nha, tại hơi trễ à. Chuông đồng hồ đầu điểm beng beng beng. Buổi chiều miền Tây sao trời, hồi đó đi vô chạy dịch của người ta cũng nuôi đó, nuôi đẻ đó,
cái tối cái nướng hột vịt ốp đất nướng ăn đó, rồi tối ngủ ngoài đất không, nướng hột vịt luôn cửa đồng như nè, tối quá rồi. Về đâu rồi, tối quá Hi ơi. Hả? Tối quá rồi, bữa nào đi bữa nào làm hơi sớm sớm đi, giờ này tối quá. Giờ này hết thấy mặt luôn rồi các bạn. Đèn không? Ai biết đâu. Thấy tin nhắn nó nói gì bạn. Đèn đi, hai đi cục nhỏ. Mà con nghe chuông. Tưởng quá. Dẫn bộ đồ sáng giờ luôn. Sáng giờ thằng tập, có nhiều ngoại không? Tập nào cũng cái bộ đồ thì thình. Ủa chứ thằng sáng giờ có nhiều ngoại không? Có, chạy ngoại đăng clip lên đó. Clip. Để cái ổn đó mình hồi chó chứ sao đó hồi chó quá. Này tao. Điều vô chạy xích đặng chút nữa. Nặng xích đẳng chút nữa. Thôi ơi. Đó vậy là dữ lắm rồi. Rồi, em giữ đi. Tắt cho tắt đi. Để cái dĩ lên cho nó nóng đi, hồi nó dính á. Dạ, coi. Chứ gạch cho cao thấp chụp. Để nó tắt cái không để hồi nó mới hỏi. Chuột nướng nghe cả nhà ơi. Đây là chuột tươi luôn á, nướng ướp dễ ướp rất là ngon. Giờ này tối rồi, hơi trễ rồi, bởi vì mình phải dùng đèn các bạn. Chuột này. Thử coi vừa ăn chưa heo. Đây, quay cận cái dĩ chuột cho mọi người xem nè. Chuột tươi là nướng ăn mới ngon. Ừ. Kỳ ngon luôn. Bạn nghe nhái kêu không? Bạn nhái kêu quá trời nữa. Chiến đấu tới cùng luôn. Rồi, đợi chút xíu chuột chín rồi quất luôn. Kêu bằng phước ăn con luôn đi ha. Lửa này áp dữ hả? Chín con, không được chuột. Hả? Không được chuột. Bị mất hết con, chết con rồi. Nãy dám dụn con nữa rồi. Vậy vô. Con chó rượt cũng đau bụng. Dính đâu, dính đâu nhỉ? Mẹ kêu kìa. Dạ. Im đó nha. Mở được nhiều xuống nó cháy. Chuột này mập lắm các bạn, mở nhiều lắm. Ăn chắc ngon. Thôi mà đó. Em mà nhìn gió không có hửi được gì. Thơm rồi. Có mùi thơm đó. Để tự nhiên chịu tới cái hết gió luôn trời. Ha. Ngộ thiệt. Hôm nay nướng đồ ăn thì gặp mưa. Giờ nướng cái tối luôn. Này hơi trễ, chiều thấy cảnh đẹp quá trời đẹp. Lây quay không kịp. Đó. Nướng này mau lắm. Ừ. Chút là có ăn rồi. Đó. Ủa. Ủa. Chút xíu mình với anh của em sẽ là đi làm clip bắt chuột, bắt ếch cho mọi người xem. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem nhiều cái clip mới của kênh Ngõ Hầm TV nha. Bằng cách bấm vào cái chữ đăng ký kênh ở bên dưới dưới clip á, hoặc là vào thẳng vô cái trang chủ của kênh Ngõ Hầm TV bằng cách bấm vào cái tên Ngõ Hầm TV trên cái video. Sẽ vào được thẳng cái kênh và sẽ thấy cái chữ đăng ký kênh bên tay phải và bấm vào đăng ký và chọn vào cái chuông. Khi cái chuông có hai cái dấu nháy á, là nó đã bật thông báo, khi đó là mọi người sẽ nhận được thông báo khi clip nổi lên, khi kênh đăng cái clip mới đó, các bạn lên để ủng hộ kênh Ngõ Hầm ha. Và khi xem thì mong mọi người nhớ like, chia sẻ và bình luận trong đó để cho mọi người tương tác vui vẻ nha mọi người.
tạo thành một cái cộng đồng trên YouTube. Các bạn có nghe mở thì xèo xèo không? Chuột mở nè các bạn, mở ngon. Chỗ nữa này bỏ nè. Ừ. Khỏi thà. Ừ, dưới nó đâu được. Thì cũng vừa ướp. Ướp vừa ăn. Đây là trời tối rồi các bạn. Trời tối luôn nè. Nãy nhắc chịu giờ tối luôn, tối thui mình phải dùng cái đèn. Đó. Cũng cực khổ không? Anh em nữa thấy không? Chất mồ hôi chứ chàng. Khóc luôn rồi. Chuột này là anh em với cháu Bằng đi bắt chỉ trong vòng cả nửa tiếng như được mười mấy con nữa các bạn. Mười mấy con. Chuột tươi luôn, chuột đồng á, tươi luôn. Đây, đây hai chồng anh em. Đây là chén muối chấm của bà chị làm nè mọi người. Nó làm mà muối chấm ngon lắm. À, thấy chưa? Cặn cái hộp ớt xem chấm điểm bao nhiêu điểm. Cực kỳ ngon. Quay qua cái dĩa chuột cũng gần chín luôn. Quá đẹp luôn. Ừ. Không đâu, lửa áp lắm á ơi. Nó gần chín rồi. Qua nay để nó đem ra nướng. Con chuột này nó mở nè các bạn, quay cho các bạn con chuột mở cực kỳ ngon. Con này nó mở chuột nó béo. Vàng ngon quá. Chưa. Giờ chuột cái này các bạn. Đang ươm hết chưa. Nướng thêm khô nữa. Nó ngon cái dây chuột. Quang nghĩ ra cửa tivi ra nữa. Chín ừ nó có chín gì kéo ra này ha. Rồi chín một con cho Hữu Bằng Hữu Phước. Phước cho Phước rồi chi hai ra chạy đi cho thằng nào đậu tại trước con đi Phước con trước đi hơi, hơi tối các bạn ơi. Quay clip này không hay lắm rồi tại canh cái buổi chiều mà cuối cùng nó lọt mà lọt qua tối luôn. Thì nó ớt có vừa vừa thôi mà chắc sao ăn thiệt thiệt rồi chiều cảnh quá trời đẹp. Ê. Chịu ở nhà người ta mần sẵn rồi ta vô cái nước sớm được rồi chịu đi câu cá lá còn phá quên quá mà chín gì chưa gì cho nó ăn à nhỏ này ăn chuột nè đẩy cái đội Phước. Phước chưa đẩy con ếch có cường chết. Thá đầu cuối cùng hết ếch không? Không. Con có hai đội chị về còn khúc đầu. Còn cái đầu hả? Chị ăn cái đầu. Cái da dữ. Cái con ếch đó nè, mà ếch già với nó bự nữa. Luôn vậy. Ăn con đó no mẹ. Với nó đẩy ốc trước nữa. Tính tính nướng buổi chiều cuối cùng rồi lọt qua nướng cái gà buổi tối luôn rồi. Làm hết quay cảnh đẹp luôn rồi. Biết này biết sao luôn rồi. Cho không? Bữa nay cho anh hoàng em xử anh đó. À. Đúng ra là mình đã quay cái cảnh chiều ở đây là sẽ thấy cái cây dừa rất là đẹp ở đây. Cuối cùng sau lưng đen thui một cục. Hôm nay ăn trung thu luôn nè. Mệt ăn trung thu luôn nè. Thả thiền luôn rồi.
quá đã luôn. Đây dưa chuột này các bạn, đặc biệt này chuột tươi ăn nó rất là ngon nha mọi người. Nó ăn mà mình ở đây mình chảy nước miếng luôn. Nhẽo nhẽo luôn. Đó. Hết biết. Chơi đi. Em ăn cũng đâu ai thấy đâu. Cứ chơi đi. Chơi tài rồi các bạn ơi. Nè bạn, xếp con. Làm thử cái đùi nha mọi người. Ăn cay quá, ăn gì mới đã. Thịt nó ngọt, mắm ngon quá. Sáng mà ốc mà rưới cái này ngon. Chưa cay mà. Nè, làm con. Hả? Bạn tiếp lại bữa nay ba quay rồi kìa. Nay bắt quay em quay luôn rồi mọi người. Cái này vì lý do kỹ thuật. Đúng ra là gắn cái máy đó là quay về hướng này là nhìn ngoài này rất là đẹp luôn. Bây giờ gần 7 giờ luôn. Không đập chuột. Hả? Anh thông giờ anh đập chuột. Cho chạy nước miếng. Nói gì đây? Ăn rồi nghỉ nói à. Mời cả nhà, cái đồ nhỏ. Cái này nó đập lại, mơ mất rồi đập lại. Rồi, ăn được bớt. Ăn không nè. Ngon quá không? Ngon quá. Thử ớt ngon quá, ngon. Thiệt, ngon thiệt luôn. Đó là chứ ra ngoài quán mà ướp được ngon gì mới sợ. Em nói cái muối chấm này rất là ngon luôn. Rồi mở quán nhậu cho bạn. Quán quán nướng. Nào bạn thấy đấy là chết liền hả? À. Nướng chai luôn. Chai giữa ruộng nhậu luôn. Cứ cái mặt lên này, ăn gì không có mặt đúng không vậy? Ngon. Mạnh mạnh tay lên đi. Chẳng xíu đi bắt chuột. Chúng miếng ớt à. Không có mắt. Chúng miếng ớt cũng chết. Gấp mấy chỗ ra điện hội khác luôn mà. Nói ai đúng rồi, clip hay lắm, đẹp lắm. Cái cảnh đầu tiên đó các bạn thấy không? Đẹp luôn. Giờ gì lý do kỹ thuật? Phá sản. Rồi chơi không? Clip này không biết hay không? Biết hay hay không nhưng mà thấy ngon. Quá ngon. Quay đường nha. Cho quay tới hồi mới cái này mà chị, cái này mà mình bắt cắn mối mà bả ướp gì nè, cắn cái này một cái một phải nói, tại vì cắn mối thịt nó ngọt mà thịt chuột vậy nè. Ngon quá, có người ăn không được hết phương. Tụi quê quả rồi. Bạn lấy quay. Chơi mạnh mạnh đi bạn ơi. Chơi cho ống con bự đi. Ăn không? Không. Còn con á. Ngon quá. Hạ kìa. Chị ăn tiếp chị ơi. Còn bán con luôn. Nắng này no luôn các bạn. Có người quay ăn được. Chào mọi người. Tự nhiên dành mới quay cho quay luôn. Chờ nguyên gì luôn đi. Hết kẹp rồi. Ít về gặp vợ con rồi. Tháng rồi. Chẳng hình con cầm chấm luôn. Ngày đám cưới mà đãi dễ gì vậy không? Ngon, ngon con. Mở. Ừ.
phải nói chứ ăn cái chuột mà ngoài chợ với ăn chuột này nó khác xa khác lạ luôn. Đừng cười, em không có xả nhanh khúc này đâu. Ngon quá. Rất cái gan luôn. Hên của em quay thôi rồi. Đây đi bạn ơi. Con na này. Để rồi. Hả? Cái gì? Đưa cái nước ba cái thùng nước kia đâu. Ừ. Nước bự đâu đi, cay vậy. Nướng quá ngon luôn mà bữa nay cảnh không đẹp. Đem ốc vô đây nướng nhậu luôn nè. Thôi giờ video kết thúc tại đây nha mọi người. Ăn đó có lửa. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh cái năm TV nha. Bây giờ chỉ còn ăn không chứ đâu có gì nữa đâu mà coi. Mắc hay à. Đợi nước hẹn cái thời gian khác hả? Đây. Nước máy đi thôi. Bye, chào mọi người. Đây, cho.